Tôi là Hồng Phước với Văn Bồn Hòa Tấu bài giọng Kim Lan. Thì cây này là cây ngũ liên cầm, nhưng mà tôi đàn là cây guitar. Còn Bồn thì đàn cây này là tam liên cầm, trong đó cây đàn bát và cây kiềm cây sến. Bây giờ là bển đàn kiềm. Bắt đầu. Cảm ơn chú luôn.